Ngọc Huyền cho biết trong năm 2020 và nửa đầu 2021, con gái chị bội thu giải thưởng. Năm ngoái, Hà Tiên đạt học lực giỏi, dẫn đầu danh sách tốt nghiệp còn năm nay được vinh danh trong vai trò trợ giảng đồng thời nhận bằng khen ở một số nội dung khác. Vì dịch bệnh nên hôm 7 tháng 8, Hà Tiên mới được trao cúp. Ngọc Huyền cho đây là món quá quý giá nhất trong ngày của mẹ. Con gái Ngọc Huyền hà tiên là con gái đầu lòng của nghệ sĩ ngọc huyền với ông xã đông nguyễn con trai ca sĩ thanh tuyền không chỉ học giỏi cô còn yêu âm nhạc biết sáng tác từ bé và chơi piano tốt nhờ sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật con gái tôi lớn lên ở mỹ nhưng con nói đọc và hát tiếng việt rất tốt hà tiên đam mê nghệ thuật và hát cải lương rất hay nữ nghệ sĩ hãnh diện kể ngoài ra hà tiên thích nấu nướng thường xuyên cùng mẹ vào bếp và chia sẻ các video về ẩm thực Giàn luyện sức khỏe, sống tích cực trong mùa dịch. Cô có lối sống hướng về gia đình, nhưng tư duy hiện đại, mê nhạc Hàn Quốc và Âu Mỹ. Hiện, con gái Ngọc Huyền học song song hai chương trình văn hóa và âm nhạc. Cô còn khoảng 2 năm nữa là hoàn thành chương trình học piano. Theo Ngọc Huyền, bằng cấp này tương đương trình độ đại học về âm nhạc ở Việt Nam. Sau đó, Hà Tiên sẽ tiếp tục phát triển khả năng và tìm kiếm ngành nghề phù hợp ở những bậc học cao hơn. Nhưng cô vẫn gắn bó với cây đàn piano để khi vào đại học có thể đi dạy đàn nhằm có thêm kinh phí trang trải cuộc sống. Nghệ sĩ Cải Lương Ngọc Huyền cho biết ở Mỹ, con cái hướng đến sự độc lập kinh tế sau 18 tuổi và Hà Tiên không ngoại lệ. Chỉ hy vọng nghề dạy đàn giúp con thỏa mãn đam mê, đáp ứng nhu cầu chi tiêu mà không quá vất vả như một số công việc dành cho sinh viên khác. Ngọc Huyền và con gái Hà Tiên trong MV Tâm. Vợ chồng Ngọc Huyền Đông Nguyễn còn có một cậu con trai, Hà Nam, 12 tuổi. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, cậu Úc cũng học giỏi, đạt nhiều thành tích, đặc biệt là các điểm A, A nhưng mê game hơn mê mẹ. Tường sang